Một thay đổi lớn mà chúng tôi đã thấy là sự thay đổi hàng triệu người phải làm việc tại nhà. Theo một cuộc khảo sát mới, hàng triệu người đang vật lộn với các vấn đề về Internet, vấn đề về bảo mật dữ liệu, thông tin cá nhân bị lấy cắp từ máy tính của nhân viên. Thế giới đang thay đổi theo những cách mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng được. Làm việc tại nhà rất khó tránh các mối đe dọa an ninh mạng. Vấn đề an ninh mạng của một công ty đối nhân viên làm việc từ xa cần an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy là rất quan trọng lúc này. Hơn bao giờ hết, bạn cần phải thực hiện các chiến lược mới để bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp và bảo vệ công ty của bạn trước các mối đe dọa mạng. Đây là lý do tại sao thương hiệu Linksys dẫn đầu về Wi-Fi gia đình và thương hiệu Fortinet dẫn đầu về bảo mật mạng cấp doanh nghiệp đã cùng nhau tạo ra giải pháp mạng tường lửa chìa khóa trao tay từ xa, cho phép bạn dễ dàng tăng độ tin cậy và bảo mật cấp doanh nghiệp cho nhân viên văn phòng của mình làm việc ở nhà, đạt được khả năng bảo mật như đang ngồi tại doanh nghiệp, giám sát toàn bộ mạng lưới và cải thiện hiệu suất mạng. Mức độ an ninh mạng chuyên sâu thường chỉ được tìm thấy trong văn phòng này đã có sẵn trong nhà của mọi nhân viên. Đây thực sự là một điều tuyệt vời phải không nào? Nhanh tay cập nhật bản update và nâng cấp các bộ phát Wi-Fi Linksys ngay nhé! Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.